Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Mark Channel và mình là Quỳnh Trang. Ngày hôm qua thì cả team Mark Channel chúng mình đều nghỉ lễ dỗ tổ Hùng Vương, thế nên là không kịp tổng hợp tin tức làm Mark Daily cho anh em xem rồi. Bởi vậy ngày hôm nay sẽ có đến hai bản tin Mark Daily. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức của ngày 6 tháng 4, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Dù có được thiết kế bền bỉ đến mức nào thì sau một thời gian ngắn sử dụng, phần lớn những chiếc smartphone sẽ bắt đầu có những vết xước và nếu bạn vô tình làm rơi smartphone sẽ khiến cho màn hình bị vỡ, bạn sẽ chỉ có hai lựa chọn, một là đem đi sửa màn hình hoặc là hai là mua một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên điều này sẽ sớm được khắc phục bởi các nhà khoa học tại Đại học California, Mỹ mới đây vừa giới thiệu một loại vật liệu chế tạo màn hình smartphone mới có khả năng chịu lực cũng như chảy xước cao. Cụ thể là theo mô tả của các nhà nghiên cứu thì loại vật liệu mới này khi bị chịu những vết xước lớn hoặc lực lớn có thể khiến màn hình bị vỡ thì sẽ có khả năng tự liền lại sau 24 giờ. Vật liệu cấu thành màn hình mới được cấu tạo từ polymer dẻo và muối ion, khả năng tự chữa lành vết chảy xước của nó tới từ một loại tương tác ion lưỡng cực, vốn là một loại tương tác giữa các ion dẫn điện và các phân tử ở mỗi cực. Điều này có nghĩa là khi vết chảy xước xuất hiện trên vật liệu, các ion và phân tử sẽ hút nhau để hàn gắn lại và đưa vật liệu trở về trạng thái ban đầu. Về khả năng thương mại hóa của loại vật liệu này, các nhà nghiên cứu cho biết nhiều khả năng nếu được các công ty công nghệ tiếp thu và phát triển thì những chiếc smartphone sử dụng công nghệ trên sẽ bắt đầu bước chân ra thị trường vào năm 2020. Hay nói cách khác, chỉ khoảng 3 năm nữa thôi là chúng ta có thể được chứng kiến những chiếc smartphone bất tử như người sói trên thị trường. Những vụ việc con trẻ thường xuyên vô tình tiêu cả đống tiền từ thẻ tín dụng của cha mẹ do sự nơi lỏng quản lý của các đồ dùng điện tử như điện thoại hay máy tính bảng là điều không hiếm và một trường hợp gần đây đã tiếp tục làm nổi bật lên tình trạng bi hài này. Cụ thể, câu chuyện liên quan đến một cậu bé tên Alfie Dobson sống tại Charlie, Anh và vô tư tiêu khoảng 60.000 bảng Anh của cha mẹ chỉ sau nửa tiếng đồng hồ mượn chiếc iPad của bố mình là ông Roy Dobson. Số là gia đình Dobson thường có thói quen cho cậu con trai Alfie mượn chiếc iPad để chơi game vào mỗi dịp cuối tuần và cũng cho phép con mình thực hiện các giao dịch mua bán vật phẩm có giá dưới 2 bảng. Bà Jean, mẹ của Alfie cho biết mỗi lần mua, cậu bé đều hỏi cha mẹ, tuy nhiên có vẻ như một lần bất cẩn và mãi tập trung vào một việc khác, cha mẹ Alfie đã vô tình gật đầu đồng ý cho Alfie mua gói vật phẩm cao cấp có giá lên tới 99 bảng, tức 123 đô la. Và sự việc mới chỉ khiến cả nhà giật mình khi nghe Apple thông báo email về hóa đơn thanh toán tín dụng tổng cộng lên tới 6.000 bảng, tức hơn 170 triệu đồng sau chỉ nửa tiếng đồng hồ. Cậu bé Alfie thì vừa khóc vừa thuật lại rằng có ấn vào gói vật phẩm 99 bảng vài lần, nhưng có lẽ là phải nhiều hơn thế. Và theo ông Roy thì con trai mình đã tiêu sạch số vật phẩm trên chỉ vào một trận đấu trong trò chơi đó. Dĩ nhiên là Apple đã biết được việc này và khi nghe rình Dobson phản ánh đã thực hiện hoàn trả lại cho gia đình số tiền mà cậu bé đã tiêu. Đồng thời hãng khuyên người dùng nên bật tính năng kiểm soát trẻ em để tránh những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Dù là một trong những nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới, nhưng Apple vẫn khá là lười biếng trong việc cập nhật những chiếc PC mạnh nhất của họ lên phiên bản mới hơn. Chiếc iMac Pro đã có tuổi đời được vài năm và năm nay có lẽ sẽ là thời điểm thích hợp để công ty nâng cấp nó lên một phiên bản mới. Điều này đã được xác nhận mới đây bởi giám đốc marketing của Apple, ông Phil Schiller cho biết. Apple đã bắt đầu thiết lập những cấu hình của iMac để nhắm tới đối tượng người dùng chuyên nghiệp. Mặc dù ông Schiller chưa xác nhận tên chính thức của iMac mới, nhưng nhiều khả năng phiên bản này sẽ có tên là iMac Pro vì nhắm vào đối tượng người dùng chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, ông Schiller cũng ngần ngại khi xác nhận phiên bản mới của iMac sẽ không có phần màn hình cảm ứng. Vị giám đốc này giải thích màn hình cảm ứng đã không còn nằm trong danh sách những thứ mà người dùng quan tâm. Họ cảm thấy thích thú hơn với những thứ như là hiệu suất, dung lượng lưu trữ và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, Apple cũng vừa xin lỗi vì đã thiếu quan tâm tới người dùng máy tính Mac Pro khi không đưa ra bất cứ cập nhật mới nào kể từ tháng 12 năm 2013. Apple đã khẳng định lại cam kết của mình với dòng máy tính Mac và hứa sẽ tiếp tục phát triển Mac Pro với thiết kế module. Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ tới sớm nhất là năm sau để được chiêm ngưỡng Mac Pro mới. Vâng, vừa rồi là những tin tức công nghệ của ngày 6 tháng 4. Các bạn hãy chia sẻ ý kiến về những tin tức này dưới video nhé. Và đừng quên theo dõi bản tin Mark Daily thứ 2 trong ngày vào lúc 19 giờ tới nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!